toàn thể đại chúng. Hôm nay ta nghiên cứu tiếp học tiếp về những ma sự trong lúc tu thiền. Mà chúng mình nhớ cái điều là từ hôm dài đó, mấy lần ta học về mũ ống, về mang mũ ống gọi là ma sự, là nó phát sinh từ nơi những cái người mà có cái tâm tham tu tham học thiền định đó, phát sinh trong cái lúc mà tu tập thiền định đó. Vì vậy cho nên là những vị mà tham tu tập thiền định để cho cái tâm an tịnh thì nên đến những ma sự này. Cái điều mà cần nhớ rõ là cái đạo Phật không phải là nhằm dạy cho người ta đúng cái gì, đắc cái gì cả. Đây là tôi nói cái này có tính chất như là mới nữa đó, không có dạy người ta chứng cái gì đắc cái gì hết, mà dạy cho mọi người bằng lòng đi theo con đường của Phật gọi là đạo Phật, là sống cho sung sướng. Mà cái sung sướng tôi chia làm ba mục. Nói năm nay thì dễ hiểu là sung sướng, nhưng mà trong đó thì chia làm ba mục. Bước một là giáo dục hướng dẫn cho mọi người một đời sống trong xã hội loài người có hạnh phúc và là sống an lành, tức là những người mà Phật tử như Tam Bảo họ trì ngũ giới, người mà họ trì quy Tam Bảo họ trì ngũ giới, người đó mà giữ đúng lời dạy của Phật có thể đem lại hạnh phúc và an lành trong cuộc sống ở trong gia đình cũng như ở ngoài xã hội. Cái thứ hai, cái cấp thứ hai cao hơn là nhằm dạy dỗ hướng dẫn người ta được có một cái đời sống được tự tại. Đời sống của chúng ta không có tự tại đâu, nó còn nhiều cái kỳ thị, cái thương cái ghét, mình cái sơ cái lý cái bỏ, do đó mà ta không có tự tại. Ta có thể tìm một người bạn gọi là bạn tốt ta thích, và ta có thể ghét những cái người mà ta ghét ta không thích, thế thì cái đó cũng là mất tự tại. Mà trên đời này mà mình tìm một cái người mà mình thật là muốn cái người mình thương không, mình bằng lòng không, không có, không làm sao có được. Mà trong đó có cái mà hiện giờ mình có thể thương bằng lòng được, nhưng mà thời gian sau nó sẽ có những cái mà mình không bao giờ chọn dạng bằng lòng thương. Vậy mà tâm lý thông thường là chúng ta đều là như vậy hết, lựa cái người mà mình thương mình bằng lòng kết thân, và những người nào không thương không bằng lòng mình, cái nhà của họ mình cũng không có lại để nó như thế. Thế thì là cái, nếu mà có cái tâm như vậy, cái tâm Phật cầu hoàn tất bị như vậy đó, thì là mất cái tự tại. Mà phải làm thế nào mà tu tập cái tự tại đây, nghĩa là không có kỳ thị, dứt bỏ cái quan niệm ngã chấp thắng chấp thân sơ thương ghét. Thương ghét thì khi nó lừa mình đến rồi. Thật sự nó như vậy là lúc mình thương chứ là không có thương hoài. Tất nhiên cũng có người thương hoài nữa, không lâu dài, có người không thương lâu dài nữa.
như thế là không phải là cái như đầu tư nó không chân thật đâu, nó lừa đảo rõ ràng đó chứ. Vì vậy cho nên là lý kiến cái lòng thương của Đức Phật là không có thương ai nhiều, do vậy cho nên cũng không có ghét ai nhiều, nhưng tất cả mà không thương ai hết, cho nên nó có cái thành quả. Thành ra là cái thứ cấp thứ hai là tự tại và thiên an. Thiên an là đời sống nhẹ nhàng, trong tâm hồn nhẹ nhàng thư thái. Có Phật tử mới nói với tôi này, lúc trước cũng ngồi đây nghe, mấy năm nay đi nước ngoài giai đoạn đầu cũng khó khăn chồng chất buồn phiền dữ lắm, nhưng mà nhờ ở đây nghe kinh thời gian cũng năm bảy tám năm, thành ra thì có được một số văn mà nghe mà nó nuôi sống cái tâm hồn để nó cho tới cái lúc mà mình vượt qua những cái khó khăn kia. Thế thì là rõ ràng giáo lý của Đạo Phật mình đem lại cho con người một cái sức trung an và tự tại, đó là cái nước cấp thứ hai. Còn cái cao nhất là người nhau Đạo Phật là có được Bồ Đề, tức là trí tuệ còn đỉnh của trí tuệ, gọi là Bồ Đề. Niết Bàn là cái sung sướng tuyệt đỉnh của sung sướng. Cái gì cấp ba đó là cái cao nhất là Bồ Đề và Niết Bàn, chứ không có dạy con người ta chứng đắc cái nghĩa thì đừng có mong cầu. Tu để mà sung sướng, học đạo, tu đạo, hành đạo, sống đạo, theo đạo để mà được sung sướng. Sung sướng chỉ là ba cách như vậy, chứ không có dạy người ta chứng đắc gì hết. Nói như vậy nghe rất là kỳ lạ ha. Có những người ngạc nhiên vì cái Bồ Đề Niết Bàn là cái gì mà gọi là không dạy người ta chứng đắc. Câu đó là cái người nào mà học Phật mà nghĩa là nghe câu đó không còn một trái lỗ tai nữa là mới gọi là học đạo cao đó. Tôi vừa nói rằng đạo học đạo Phật là tốt, là đào tạo để dạy cho con người sống sung sướng qua ba cấp, mà cấp cao nhất là Bồ Đề Niết Bàn. Vậy mà gọi là đạo Phật không dạy người ta chứng đắc là sao? Thật sự là dạy cho người ta sung sướng chứ không có dạy mà chính đắc. Nhưng thì Bồ Đề Niết Bàn là cái gì? Câu đó là cái mà tôi nói thì dài vô cái thế mà để cho mọi người phải đặt cái dấu hỏi. Mà không còn đặt dấu hỏi mà nghe rồi mà biết liền là học Phật mới gọi là thâm căn cố đế mới sâu. Bởi vì thật sự ra là một con người mà sung sướng tới cái đỉnh cao, tổng đỉnh là trí tuệ, là giải thoát, tức là Bồ Đề Niết Bàn, thì cũng chẳng qua là đào tạo dạy dỗ cho con người sống đúng với cái tri kiến Phật vốn có của mình mà nó đã tới cái địa vị Bồ Đề và Niết Bàn tự tánh của mình mà thôi, chứ chẳng có chức gì, chẳng có đắc cái gì. Cho nên tôi nghiên cứu tôi kỹ rồi là Đạo Phật không có dạy ai chứng cái gì hết, ai đắc cái gì hết, mà dạy cho người ta không đem lại hạnh phúc an lạc, không đem lại cái tự tại và thiên an, không đem lại cái giải thoát và giác ngộ, là coi như là mục tiêu rồi, cầu mong cái quả gì gì đó đeo lòng ngoại đạo hết. Chỗ đó là đại chúng mình để ý. Tôi rất là mừng là thỉnh thoảng có những cái thơ, thỉnh thoảng có những cái cuộc nói chuyện điện thoại, thỉnh thoảng có người thăm mà nói lên cái kết quả của sự tu học. Đây là Phật tử mới ở bên Mỹ mới về gặp, không có kinh điển là cái thời gian mà khó khăn đó, dường như là có sống và không muốn sống nữa cơ. Nhưng mà nhờ kinh điển nó cởi mở tâm hồn, nó làm cho có thiên an. Mặc dù là phải đối phó, phải vận dụng kinh điển, nhưng mà nhờ cái có kinh điển mà làm cái phương thuốc để mà hóa giải những cái đau lòng, những cái cực khổ, những cái khó khăn mà vượt qua không khó mấy.
học Phật là vậy đó. Cho nên không có chứng giả đó. Mà nói không chứng giả có nghĩa là muốn nói câu đó có nghĩa là phải xác định rằng Bồ Đề tự tánh của chính mình, chứ không phải là Bồ Đề là cái quả gì ở ngoài ta mà có. Niết bàn gọi là tự tánh thanh tịnh, niết bàn là cái vốn có của mình, chứ không phải là ở ngoài ta mà do ai mang ai tặng. Do vậy cho nên ta sống theo chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý là ta sống với cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của ta. Ta sống với cái tự tánh Bồ Đề của ta. Rồi đó là chỗ đấy. Vì vậy cho nên là học cái thứ ngoại đạo này này là toàn là do tu thiền mà nó sinh ra cái ý nghĩ sai lầm. Mà gọi là ngoại đạo gọi là ma sự, đây là do người tu thiền mà ra. Tu thiền mà mong chứng cái này, mong đắc cái kia, mong tìm hiểu cái đó, thì nó sinh ra cái gọi là ma sự đây. Bây giờ ta nghiên cứu vô kinh này. Có hạn người tu thiền định tâm trong sáng an trụ trong chánh quán Tamade, trụ trong Tamade tức là trong chánh quán đó, bỗng nảy sinh ra sự hiểu biết khắp cùng và cho rằng cỏ cây trong vũ trụ cũng vẫn là hữu tình giống như con người không khác. Cái này là cũng có cái ý nghĩ đó. Thực tế bên ngoài người ta có, thỉnh thoảng có những người mà họ nói rằng là chúng ta ăn chay á, cũng vẫn bị mang tội sát sanh. Hỏi cái ăn chay là ăn rau, ăn đậu, ăn hoa, ăn quả, ăn các cái thứ thảo mộc mà sát sanh thì sao? Họ nói rằng là cái cỏ cây nó cũng có cái mạng sống như vậy. Đấy, thỉnh thoảng có cái ý nghĩ đó. Vậy nó phát xuất từ những cái thứ ngoại đạo này. Thật sự là cỏ cây nó có cái sống của nó. Nhưng mà cái sống của nó là theo giáo lý của Đạo Phật thì gọi là vô tình chúng sanh. Còn cái sống của cái loài hữu tình chúng sanh là thượng cầm hạ thú, những cái loài mà có cái sự hiểu biết tham sống sợ chết. Trong đó kể cả những cái loại một côn trùng cho tới tự cả mạ thú, về loài người là cao nhất tối linh từ dạng vật, thì là những cái loại mà có hiểu biết, có nhận thức tham sống sợ chết như vậy thì gọi là hữu tình chúng sanh. Còn các cái loài thảo mộc ta gọi là vô tình chúng sanh, nghĩa là những cái loại đó nó cũng nhờ các duyên mà sanh, nhưng mà nó vô tri và vô giác, cho nên nó sanh tưởng theo cái sự nhưng hơn tư tưởng của thời tiết của vũ trụ mà nó có cái sự đau đớn như là cái loại của ta. Vì vậy cho nên là các cái thứ rau cỏ hoa quả này kia nó không phải là nó có đau đớn như là cái thuyết ngoại đạo này nó nói rằng là các cái loại cỏ cây hoa lá vẫn là có tình, chúng là hữu tình, nó cái đó không đúng. Do vậy mà sinh ra cái số người đó là ngoại đạo là dùng cái lối cho mình không ăn ngũ cốc, không ăn cơm, cái đó lại càng sai dữ nữa. Nhân đây là tôi cũng xin lưu ý đại chúng, người ta tu hành có số người ta không ăn cơm, ta ăn các cái thứ trái cây, không có nhầm gì với Đạo Phật. Trái cây cũng là một cái loại, ngũ cốc và ngũ quả đều là cái loại sinh trưởng của cái loại vô tình chúng sanh, nó phát triển như vậy. Không ăn thứ này ăn thứ khác nó cũng vậy thôi à. Không có tương quan gì vấn đề giải thoát giác ngộ. Cho nên đừng có người đệ tử mà thì đừng có học theo và cũng đừng nghe theo cái đó vậy. Cũng không có phục những cái người làm cái kiểu đó. Ăn trái cây không mà không ăn cơm. Ăn trái cây ta vẫn sống được vậy.
rồi uống nước rồi không uống nước mà lại uống nước vừa. Nước vừa là có cái từ thời gian gọi là ông đạo vừa, nghĩa là uống nước vừa thôi để sống mà. Thật sự uống nước lạnh cũng sống như thường. Thật ra đó là một cái hình thức mà kỳ quặc để cho nhiều người chú ý, mà trong đó có xen lẫn cái tư tưởng của ngoại đạo. Linh tinh làm như vậy nó khác hơn người thường, mình đây tức là thánh nhân gì đó. Nhưng mà thật sự đạo Phật không hay vậy. Vấn đề là cái óc, cái trí não của con người, mà trên đời sống hàng ngày mình sống đúng sống hợp chân lý hay không, có nhận thức được cái nào là tà, cái nào là chân, cái nào là chân, cái nào là quỷ, cái nào là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ, cái nào là nguyên nhân của đau khổ, để mà tránh, để mà phát triển cái nguyên nhân giải thoát giác ngộ, tránh cái nguyên nhân mà nó ra đau khổ đi. Cái đó mới là quan trọng, chứ còn cái vấn đề ăn thứ gì cũng không quan trọng, uống cái gì cũng không quan trọng, nhịn đói cũng không ăn thua gì với đạo Phật. Còn cái ăn chay mà ăn cực nó lại là càng sai lầm nữa. Nhịn đói hương cũng còn chưa tương quan gì với sự giải thoát giác ngộ, mà ăn cực cái gì lại chuyện cũng vi phạm trong đời sống của mình, khỏe của mình mà thôi. Tôi nói như vậy thì có những người mà chịu khổ hạnh rồi lại không bằng lòng những cái điều của tôi nói. Nhưng mà tôi nói là tôi nói cái chuyện mà của Phật làm rồi đó. Đức Phật là không biết tâm lý của những người đệ tử Phật sau này có thể thiên lệch nghe lời ngoại đạo tà giáo một cách dễ dàng. Cho nên Đức Phật mới làm cái gương bằng chính bản thân của Ngài. Là Ngài đã từng tu khổ hạnh ý như ngoại đạo khổ hạnh vậy, thậm chí khổ hạnh hơn ngoại đạo nữa. Nhưng mà để tới cái ngày mà sắp thành đạo, Ngài phải nói rằng là cái khổ hạnh này không phải là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ. Cho nên là Ngài bỏ cái khổ hạnh đó. Ngài đi thọ lãnh những cái món cúng dường của ba tấm, của những người tính lý đàng na. Ngài ăn uống đàng hoàng, thân thể khỏe mạnh tươi tỉnh đàng hoàng, còn ráng lại Ngài thiền định, lúc bây giờ Ngài mới thành đạo. Việc làm đó để nhắc nhở cho các hàng đệ tử rằng là vấn đề khổ hạnh ép sát không tương quan gì vấn đề giải thoát giác ngộ cả. Do vậy cho nên là có ăn chay thì tùy theo cái tiền của mình có, ăn càng ngon càng tốt cũng có sao. Chỉ có cái điều là ăn ngon đừng nhiễm cái ngon. Người nào mà ăn cái gì ngon mà nhiễm cái ngon là cái chỗ đó người đó khó tu. Có những người uống rượu, cả đời uống rượu mà không nghiện rượu, thì cái uống rượu nó có sao hết. Phật nói đúng là không có nhầm gì Phật hết trơn. Nhưng mà sở dĩ mà cấm uống rượu là tại vì cái nguy hiểm của rượu là khi nó nghiện rồi là người ta bỏ không được, không có mấy người bỏ được. Cấm uống thuốc là tại vì là cái thuốc nó nghiện, người ta bỏ không được. Chứ ví dụ như hút thuốc là mà bỏ dễ dàng, cái người mà có khả năng có nghị lực như vậy thì cái chuyện mà hút chơi cũng thoải mái, nhà không nhầm gì hết. Phật cũng có rầy rà vậy. Vấn đề là mình đam mê mà mình bỏ không được. Cho nên là cái người đệ tử Phật là phải đi học của Phật, là phải nghiên cứu kỹ cái bổn ý của Đức Phật. Vậy mà cái chuyện ăn chay này là đừng có sợ rau cỏ đậu này kia, là muốn ăn là cứ ăn thoải mái. Còn một cái điều nữa là tôi nói nó mạnh hơn nữa là những người Phật tử tại gia tôi cũng không cần khuyên các vị ăn chay trường đâu, mà tôi chỉ khuyên các vị nghĩa là tới cái mức cho là tốt nhất là các vị mua đồ sẵn ở của ngoài xã hội mà dùng. Mà nếu các vị hạn chế đơn thì tốt, hạn chế tức là các vị ăn chay. Còn bằng không mua đồ đó mà dùng để mà đi làm việc lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội, nhân quần, sức khỏe cho tốt, để không làm gọi là khổ đau cho những người mà xung quanh mình, vì mình sức khỏe của mình mà phải tốn hao tiền bạc công sức. Cho nên là cứ mua đồ thoải mái mà dùng. Mà tôi nói như vậy cũng không có những người mà ăn chay khắc khổ mà lấy cái công đức ăn chay này mà hồi hướng vô thượng bồ đề đó, người ta nghe tôi nói vậy người ta không bằng lòng. Không bằng lòng tôi nói rằng tôi không có tu cao rồi,
Nhưng mà kỳ thật tôi nói như vậy vẫn là tôi cao đó. Giờ là đâu mà tôi dám nói như vậy? Là thật sự Đức Phật của ta và các hàng thanh văn hồi đó là đi khất thật mỗi ngày. Là đàn na tính thấy là cũng nhượng gì là ngài thọ dụng đấy. Không có đặt cái vấn đề là trai mặt. Đó là sự thật mà. Hiện giờ các cái nước mà theo Phật giáo Nam Tông mà ta thọ dụng như thế đâu có sao mà. Cái hệ phái đó ta truyền thừa, cái hệ phái đó ta vẫn như Campuchia, như Thái Lan, như là Tích Lan mà. Các cái nước Phật giáo Nam Tông đó ta thọ dụng như vậy không? Do vậy cho nên đối với tôi thì tôi không khuyên các vị phải ăn chay cực khổ, mà thậm chí ăn chay trường cũng không cần thiết. Đó là người Phật tử tại gia. Còn các cái vị mà tu hành đó thì cao nữa thì cái chuyện đó tùy ý, là muốn thành Phật mau ha. Nhưng mà nói như vậy rồi nói chứ cũng không phải do ăn chay trường mà thành Phật. Mang chay trường thành Phật. Bởi vì nếu ông Cha Trường mới thành Phật được thì Đức Thích Ca chẳng thành Phật, không được, không thành Phật được rồi sao? Ngài đi sinh ăn kia mà. Do vậy cho nên là vấn đề là đừng có thần thánh quá, thiêng liêng quá, những cái không cần thiết. Có người bây giờ cho rằng các cái loài thảo mộc mà có hữu tình, nó là nhẫn cái loài hữu tình, nói vậy là ngoại đạo rồi. Tuy nhiên, cái người mà tập cho nó tăng trưởng cái lòng từ bi á, là nó có cái thích thú. Thích thú trong đó kể cả tâm nhìn sự sống chết của cỏ cây, mà cái điều này tôi đã nói vừa hổm đó. Mình tập tăng trưởng cái lòng từ bi nó nhiều mặt, mà trong đó có cái mặt mà kể cả cái cây mà nó héo tại vì khô nước héo mà đem một lon nước lại mà tới nó rồi nó tỉnh lại, nó hồi sinh lại. Các vị thấy cái thú vị của cái sự sống, của sức sống của vũ trụ. Nó có cái thích trong đó, nhìn cái đó mà học pháp ở trong đó. Học cái pháp gì? Học cái pháp mà cái bằng vô thường vận động biến chuyển từng sắc na một. Ngồi đó mà tưới vô một cái gáo nước rồi là mình nhìn coi cái sự hồi sinh của nó. Các sẽ thấy sẽ cái sự chuyển biến vô cùng vi diệu. Đấy, nó tốt cái đó. Cho nên là thương cả cái cây, nhưng mà không phải thương bằng cái kiểu như nói vậy, coi nó như là cái loài hữu tình là không, là ngoại đạo rồi. Nhưng mà cái cây vô cớ không có để cho nó chết, cái cây đó là ta trồng cực khổ. Tôi nói ví dụ như là tôi là một người trong chùa này, mà trong chùa là 40-50 người, mà trong cái chùa vậy mà để cho những cái cây mai người ta trồng 1-20 năm mà nó khô héo nó chết là đừng có hòng làm cái đạo người khác. Đi ngang qua thấy những cái kiểu như vậy mà mặt ngơ tai biết không, coi như vô trách nhiệm, là cái người đó đừng có hòng làm cái đạo gì khác mất công. Lương tâm cỡ đó mà không có là vô lương tâm rồi, đừng có tu cái gì mất công. Mà cái người này nè, đi tới mấy cái kiểu này nè, thương cái loài vô tình này không phải là hữu tình đâu, nhưng mà biết thương cái đó, từ đó nó phát triển cơ sở từ thiện được. Trách nhiệm, tinh thần trách nhiệm, thương bằng tinh thần trách nhiệm vẫn có giá trị, nhưng là luôn loại hữu tình. Cho nên là tôi thì nếu mà tôi làm tôi trì là tôi hơi khó đó. Trường hợp mà cỏ cây qua lá vậy đó, nếu mà một tăng chúng ở trong tôi mà coi lơi là những cái đó là tôi kết tội, như là không thương, không có lòng từ. Việc nhỏ mà không làm được, không hy sinh được thì làm cái việc gì khác nữa cho ai được. Cho nên cái chuyện mà tôi nói cái cây nó hồi sinh như vậy để mà học cái pháp vi diệu của sự vận hành trong vũ trụ, chứ không phải là thương như ở đây nói. Ở đây họ coi rằng là cỏ cây giống như loài hữu tình, giống như là người không khác, đó là ngoại đạo. Làm cỏ cây làm người, rồi người làm cỏ cây. Đây là nói sai chân lý rồi đó. Hiểu như thế là bị rơi vào cái tích thi và vô thi. Khi vô khi tức là nó lộn lạo giữa cái hữu tình và vô tình, thành ra bè bạn với cái bọn ba ta tiểu ni, chắc tất cả đều có hay biết mê muội bồ đề Phật. Đó là bọn ngoại đạo thứ tư, chắc cái tâm liên tri thành ra cái quả thố mậu. Thố mậu tức là cái sai lầm, cái tâm tròn sáng của mình mà nó thành ra một cái sự chấp mắc sai lầm.
Cái tâm Niết Bàn nó sinh ra cái giống đảo tri. Đảo tri tức là cái giống mà hiểu lộn ngược lại với cái chân lý, được trái ngược lại với chân lý. Rồi lại có những người tu thiền chuyên chú ở trong Tam Ma Đề, trong chánh quán, thanh tâm thanh tịnh. Các con có thể dùng thay thế cho nhau. Vì trên cái bước đường tu thiền này nó nhiều giai đoạn, nhiều người có thành công chứ không phải là không có. Chỉ có cái điều là thành công đó, mức độ, rồi nó sinh ra cái chấp mắt mức độ khác nhau mà nó thành ra ngoại đạo hay là chánh đạo, tà đạo hay chánh đạo. Chứ người nào tu cũng có thành công cả. Lục căn có thể thay thế cho nhau, phát sinh ra cái ánh sáng của quả đại, ưa thích cái tánh thanh tịnh của thủy đại, yêu quý cái chu lưu của phong đại, nghiền ngẫm cái thành tựu của địa đại, rồi sùng phụng mỗi thứ, nhận tứ đại kia là bản thân và cho đó là cái tánh thường trụ, rơi vào cái chấp sanh vô sanh, thành bè bạn của bọn Ca Diếp Ba và bọn Bà La Môn, đem hết thân tâm mà thờ lửa, thờ nước, thờ đất, thờ gió để mà cầu ra khỏi sinh tử. Đó là hàng thiền giả mê muội tính tri kiến, lầm lạc đường Bồ Đề, thuộc hàng ngoại đạo thứ năm, lập cái nhân hư vọng cầu cái quả giả huyễn, đi ngược dòng Niết Bàn, sinh ra cái tính điên quá, tức là điên đạo, cái lý sinh quá của hiện tượng vạn pháp, thành cái tính điên quá. Đó, thì hồi xưa đó là cũng vì tôn trọng, vì cái trí tuệ của mình là không hiểu được cái nguồn gốc của chân của vũ trụ, chân lý vũ trụ, thành ra tôn trọng quá mức, thành ra là đất cũng cho là thần, thì nước cũng cho là thần, thì gió lửa cũng cho là thần. Do vậy hồi xưa ta thờ đủ thứ thần, nó thành ra đa thần giáo đó. Mà mấy nghìn năm trước mà Đức Phật đã phát minh và giải thích rõ ràng cái đó không có thần thánh, cho nên cái đạo Phật độc đáo lắm đại chúng. Đấy là đạo Phật là không phải nhất thần giáo, cho nên đạo Phật không chủ trương thờ một cái đấng tối tôn tối thượng thiêng liêng nào duy nhất cả. Do vậy mà đạo Phật không phải là nhất thần, không phải là cái đạo giáo nhất thần, cũng không phải là đa thần giáo. Đạo Phật không có chủ trương thờ ai hết nha, không có chủ trương thờ ai hết đó. Cho nên bây giờ mà những người Phật tử chúng ta mà còn thờ nhiều thần, nhiều thánh thần trong nhà là không phải đó. Nó chưa phải là đệ tử mà chính tông đâu. Thờ nhiều thần thánh đó là nó thuộc về đa thần giáo, trong đó có thần nước, thần lửa, thần gió, thần mây, thần mưa, vân vân đủ thứ. Mà cái mà bất nhất nhưng mà nói cũng dễ đụng chạm nhất là thần tài. Tôi thấy cái tiệm nào ở ngoài Sài Gòn á, nhà lầu 4, 5, 7 tầng vậy chứ mà cũng nhét thần tài, phải thờ thần tài. Kể cả cái ngân hàng á, và cũng có thờ thần tài. Ngân hàng đó là mỗi ngày vô nghĩa là một tỷ vô ra một tỷ vậy, là mà cũng nhét, cũng phải thờ thần tài. Thật ra nhìn cái đó mà thấy mà tội nghiệp lắm, chứng tỏ là đạo Phật truyền bá chưa có được bao nhiêu, chưa có bao nhiêu người tiếp thông. Thành tài sao được, phải tính coi cái lãi của mình làm ra mỗi tháng nó vô được 500 triệu thì mình chi ra 200-300 triệu thì nó còn tồn lại cái lãi được vài 300 triệu thì nó mới là giàu được.
chứ mà một tháng là tính ra là được 500 triệu, mà chia ra phải 800 triệu, mà gặp đâu là ăn đó, gặp đâu là nhậu đó, gặp đâu là đãi đàn đó, gặp xe hơi thì đổi tiền liền, nhà cửa sắm tất cả những cái tiện nghi. Như vậy là cái tiền này ở đâu mà có? Tất nhiên là lấy cái vốn của người ta, vốn huy động của người ta xài thì không bao lâu trước ra được bỏ tù thôi, chứ thành tài làm gì được. Cho nên cái chuyện của đạo Phật mà đạo Phật dạy đó là không có cái gì mà mê mờ cái chân lý, rồi nó là cái sự thật, không có thờ gì. Cứ làm như vậy là không có thờ thần tài mà cũng vẫn có của giữ gìn được trong cuộc sống. Là một ngày được là 30 ngàn thì mình xài là 15 ngàn tới 20 thôi, thì người này trước sau gì cũng có nhà cửa đàng hoàng mà ở. Làm ngày 100 ngàn thì là xài 40 tới 50, chưa lên 50 là thế nào cũng có nhà cửa tốt. Còn làm ngày có 30 mà xài 60 rồi thua đầy 20 nữa là 80. Trời đất ơi, thần tài nào mà chịu nổi cái bà này chứ. Đó là đạo Phật không có phải là thờ nhiều thần. Thờ thần vô mà nhà thấy cái nhà thờ nhiều là biết rồi, chưa phải là tính tâm để tự thần. Cho nên khỏi có báo cáo vậy, khỏi có nói tu hành sao khỏi. Vô nhà liếc qua mấy bàn thờ là biết trình độ rồi, tính tâm cỡ nào. Dù là để cái bà vị lên bàn thờ là tự lâm tế tính tâm đàng hoàng nha, mà vô nhìn cái bàn thờ là cái bối cảnh mà thờ phượng là biết là chánh tông mà không chánh tông. Nên nó thờ ta thành giáo là không có được, không nên thờ. Còn Phật Thích Ca cũng vậy. Phật Thích Ca là tại vì là một cái đấng giác ngộ vô thượng mà để lại cho chúng ta cái nền giáo lý thẩm thâm vi diệu, đem lại sự an lạc giải thoát mà ta quý mà ta thờ. Chứ Phật Thích Ca mà sanh ra quả đời này không phải nhằm để cho người ta thờ phượng cúng kính ngài đâu. Ngài sanh ra trên đời này là để phục vụ cho mọi người bằng cái cách là đem cái giáo lý giải thoát giác ngộ và truyền đạt cho mọi người, để cho mọi người sống sung sướng. Mục đích của Đức Phật Thích Ca là như thế này. Mà sống sung sướng đây có nghĩa là ba cấp, ba tầng sung sướng như tôi nói nãy. Người nào mà thực hiện cái giáo lý đó mà được sung sướng trong ba tầng sung sướng đó là người đó đền đáp thâm ân của chư Phật. Chứ còn ngài không có muốn cho ai mà thờ phượng cúng bái lễ lộc ngài, không có. Cho nên đạo Phật là nói đúng là giản dị, là dễ tu lắm, không có khó khăn. Mà ai mình làm cho đạo Phật mà cái pháp môn tu trở thành khó khăn là tu sai lầm. Và ai mà cầu mong cái sự chứng đắc nào cao siêu khác đều là sai lầm hết. Đạo Phật không có chứng cái gì hết. Kể cả như là nó rồi cũng không chứng mà. Mà tôi nói như vậy mà người nào mà nghe hiểu được là mới gọi là người học Phật có quá trình. Nói như vậy là tại sao tôi nói như là thế tôi không chứng? Thật sự, ngài đàng hoàng, ngài nói là quá vô thượng, Bồ Đề, ngài không có chứng đắc gì hết. Kinh Kim Cang tác giả. Vì sao mà ngài nói ngài không chứng đắc? Ngài nói thật, ta không có chứng đắc gì. Chỉ vì là ta hằng ngày, ta sống cái cuộc sống hàng ngày là ta không có chấp ngã tướng, nhân tướng, xuất sinh tướng, thọ giả tướng. Gọi là ta chứng được cái quả vô thượng, vô chánh đẳng chánh giác là vậy đó. Nghĩa là tất cả mọi người ai cũng chấp ngã, tướng ngã, tướng nhân, tướng xuất sinh, tướng thọ giả. Do vậy mà vui mừng, buồn giận, thương ghét, phải quê tốt xấu, bời bời, ao ác, đầy nhảy trong ốc, phân biệt bỉ thử ngã nhân đau khổ dần dài, gọi đó là chúng sanh. Còn ta thì không còn, mà xóa bỏ hết tất cả những cái quan niệm trong đó. Quan niệm chấp ngã không có, chấp tướng nhân không có, chấp tướng chúng sanh không có, chấp tướng thọ giả không có. Do vậy mà gọi là Như Lai chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi, chứ Như Lai không có chứng gì hết.
Và này tôi ở đây nên nhớ rằng là hàng ngày ngoài ra không có bốn công đó, Như Lai không có chấp bốn công. Ngoài ra hàng ngày là Như Lai sống trong thiện pháp, chứ Như Lai không có phạm vào những cái điều mà gọi là ác pháp. Do vậy mà gọi là Như Lai chứng quả Mô Tận Bồ Đề, chứ kỳ là Như Lai chẳng có chứng cái gì. Nhưng mà này tôi Bồ Đề, Như Lai nói cho ông biết rằng là Như Lai nói rằng Như Lai sống trong thiện pháp, chứ kỳ thật là chẳng có thiện pháp gì hết. Nghĩa là Như Lai không sống trong những pháp ác, không làm những pháp ác, vậy thôi, chứ không có thiện pháp nữa thôi. Đấy, Kinh Bát Nhã nói vậy đó. Mà ông ta đâu mà nói rồi nhớ như vậy đó, thì mới gọi là thâm căn cố đế, là mới là vững chắc đó. Nên cái đạo Phật là học dễ lắm, giản dị vô cùng. Câu mà lạ lùng vô cùng là tôi Bồ Đề biết không, cái quả Vô Thượng Bồ Đề cũng như là chính đất không thật mà cũng không hư. Đọc câu hay vô cùng. Bao nhiêu kinh điển Kim Cang Bát Nhã rồi, từ trước tới nay không có bộ kinh nào mà giải cái chỗ đó đạt, nói tùm lum tà la. Nhưng mà tôi giảng cái bộ Bát Nhã Kim Cang của tôi rất là tâm đắc cái chỗ đó, không có nói gì nhiều hết đó. Phân tích vì sao không thật, vì sao không hư, rất đơn giản. Còn Kim Cang Chi Gia là Kim Cang làm giảng lục của Thái Hư Đại Sư, và Kim Cang gì nói tùm lum tà la mà không đạt cái tổng tâm. Cho nên giảng kinh nhiều khi có cái nó đọc cũng có cái nó sinh ra một cái sự ức lòng. Ta đi thi tranh tài là các cái thế vận hội đó, ta thi bắn tên đó thì là cái quần đỏ có cái hồng tâm đó, là ta cần bắn vô trong đó đủ mấy mũi rồi thì nó đạt yêu cầu rồi, còn như cũng bỏ đi. Còn mà đem cái hồng tâm mà bắn không được, mà cứ bắn phịch mà nó viêm nát cái dòng ở trên, mà hồng tâm không trúng thì là bắn bao nhiêu tên là để được cái gì. Cho nên kinh điển mà có những cái bộ kinh mà nói vô cùng lòng vòng, mà gọi là các vị mà giải kinh đó, là cái lòng vòng vậy, là ý như là mấy cái game mà là thế vận hội đó, Đông Nam Á thế vận hội rồi bắn đó. Không trúng cái đà hồng tâm. Cái câu mà cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai chứng đắc không thật cũng không hư. Không thật là vì sao? Đơn giản vô cùng. Vì cái quả vô thượng đó, Vô Thượng Bồ Đề đó, nếu nó thật thì nó phải như vậy nè. Nó phải có hình dáng, nó phải có kích thước. Mà hình dáng kích thước thì hoặc là nặng, hoặc là nhẹ, hoặc là dài, hoặc là ngắn, hoặc là vuông, hoặc là tròn, hoặc là cao, hoặc là thấp. Nhưng mà cái quả Vô Thượng Bồ Đề của Như Lai chứng đắc thì các ông đệ tử của ta, các ông thử, ông chỉ coi cái quả của ta chứng đó là thuộc về cái nào trong cái ta vừa nói. Không có. Cái quả Vô Thượng Bồ Đề mà ta chứng đắc không có. Không phải là thuộc về dài, ngắn, vuông, tròn, rộng, hẹp, nặng, nhẹ, cao, thấp. Nói chắc chắn là hình sắc. Quả Vô Thượng Bồ Đề của Như Lai không phải hình sắc. Không có là cái gì trong tất cả các cái hình sắc này cả. Vậy thì bây giờ nói về hiển sắc, tức là màu. Vậy thì các ông coi quả Vô Thượng Bồ Đề của Như Lai chứng đây, nó màu xanh, nó màu vàng, nó màu đỏ, nó màu trắng, nó màu hồng, nó màu lục, nó màu sô-cô-la, vân vân. Chỉ coi quả Vô Thượng Bồ Đề của Như Lai là màu nào? Không có. À, quý vị tin đời này là nói gì vật sắc là có hai thứ, hình sắc và hiển sắc, mà quả Vô Thượng Bồ Đề Như Lai chứng đắc không phải hai cái đó. Thế là không thật. Không thật. Nhưng mà không hư. Không hư là sao? Là vì Như Lai có an lạc thật sự, gọi là Niết Bàn. Như Lai có Niết Bàn thật sự.
có an lạc thật sự, có giải thoát thật sự. Và trí tuệ của Như Lai nhận thức chân lý trọn vẹn thật sự, gọi là Bồ Đề. Nghĩa là trí tuệ Như Lai nhận thức chân lý của giải pháp hoàn toàn đúng, đó là Như Lai có Bồ Đề. Và vì có Bồ Đề, có trí tuệ, cho nên Như Lai không sai, đời sống của Như Lai không xa vào những cái điều ác, những điều tội lỗi, cho nên Như Lai hoàn toàn tách xa các cái điều ác, điều tội lỗi, cho nên Như Lai có Niết Bàn. Đấy là thật sự, cho nên không vui. Cái câu nó đơn giản như thế đó. Do vậy cho nên đại quả vị mô tưởng chánh đẳng chánh lá chánh giác là Như Lai có chứng đắc gì đâu, tu để mà sướng vậy thôi, tu cho sướng thôi chứ không có được cái gì hết. Không có chính cái vẻ đó, không có đắc cái vẻ đó. Mà tất cả các vị chỉ coi cái quả của Như Lai chứng là một vị cái tính thần không có à. Để mấy cái đó nè, cho nên đây nè nè nè, sở dĩ mà cái thứ mà thờ tôn trọng, thờ địa đại, thứ đại, quả đại, thông đại, vân vân, đều là ma sự cả đấy, ngoại đạo đấy. Lại có những cái hạng tu thiền tự trụ trong tính định, để tâm thanh tịnh rỗng không bỗng khởi ra cái tâm chất trống rỗng, khởi ra cái tâm chất trống rỗng. Đó là cái hiện tượng này, là hiện tượng của nhiều người tu thiền lắm đó, cố ý mà diệt hết cái tư tưởng để cái tâm trống rỗng đó. Cái này sai đó nha, không cần thiết đâu. Để cái tâm trống rỗng, phủ nhận sự biến hóa của vạn vật, sự vạn vật sinh trưởng biến hóa, coi như là phủ nhận hết. Xa vào cái chấp là quy vô quy, thành bè bạn với cái bọn chấp không, trong vô tưởng thiên. Tôi định có cái định kia bằng vô tưởng. Vô tưởng thiên là thuộc về ngoại đạo. Việc hết cái tư tưởng nó không cần thiết đâu. Mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất cái chánh tri kiến đó, gọi là bọn ngoại đạo thứ sáu chìm đắm ở trong cái tâm hư vô, gặp ra cái quả trống rỗng, đi ngược cái dòng niết bàn, sinh ra cái giống đoạn diệt. Đó. Cho nên là ngồi thiền mà cố diệt cái tâm, diệt hết cái tưởng đó không phải. Mà ngồi thiền là phải để cho nó phát sinh trí tuệ, thấy được chân lý, nhận thức chân lý. Do vậy mà theo cái thiền mà tôi muốn giới thiệu là tất cả kinh điển đều có thể là đầu đề thiền, vô số vô số cái đầu đề thiền để cho mình tư duy, để mà mình nhận thức từng mặt. Bởi vì tôi nói nó nhiều trong kinh điển là nó nhiều cái đồ đề thiền, là nó giống như là cái ngọc mani thì nói ra đến chưa, bây giờ mình nói ngọc kim cương là nó có nhiều khía, nhiều góc, nhiều cạnh. Thật sự ngọc mani thì không có màu nào hết, nhưng mà tùy theo cái góc, cái cạnh của mình đứng mà mỗi người nhìn thấy ngọc mani một ngà màu, có một màu khác nhau. Cũng như vậy, thật sự cái Phật tánh của mình đó, cái Như Lai Nguyên Giác Diệu Tâm của mình đó, cái tri kiến Phật của mình là một thôi, không có nhiều thứ. Nhưng mà trong khi mà mình tu hành, mình ngồi thiền đó, mình tư duy đó, thì dựa vào kinh điển, nghĩa là nhiều câu, nhiều đoạn, nhiều bài, nhiều vấn đề, mà tùy theo căn tánh của mình thích cái nào, mình tư duy để cho nó bừng là mở ra cái gốc ở chỗ đó. Thế là tùy theo cái gốc mà mình muốn mở cái gốc chỗ nào, cái đoạn kinh nào,
mà mình tư duy. Cho nên cái đầu đề thiền là nó vô số, chứ không phải là cái thiền không nhất thiết là học một câu nào của ai, không cần học một câu nào của ai. Còn cái mà để cái đầu óc mà trống rỗng đó là cái đó lại càng không nên như ở đây nói. Ta nên nhớ rằng là Đức Phật của chúng ta khi mà thành đạo rồi đó, thì cái thời gian mà Ngài chưa thành đạo, Ngài tu đó là Ngài cũng tư duy đó, tư duy để mà nhận thức chân lý. Thời gian mà 5 năm tìm học, 6 năm tu khổ hạnh cũng là ngồi tư duy về chân lý, chứ không có để cái đầu óc trống rỗng đâu. 5 năm tìm học đều là tiếp thu hết đấy chứ, chứ sau hết của các vị ngoại đạo đấy, rồi tư duy phân tích coi cái nào là chân lý, nào là không chân lý. Thì cuối cùng là trong cái quá trình học lên này chưa thấy có cái nào là chân lý. Tuy nhiên nó không phải là vô bổ, nó không phải là vô bổ. Cũng giống như là ta ăn á, ta đói bụng quá mà trong cái lúc mà chưa có cơm ngon đó mà, thì ta ăn vài cái đọt bứa rừng, rồi ta ăn những cái chuối mà nướng lùi trong rơm đen thì than không à, mà ăn vẫn ngon ngon ngọt. Rồi ta được những cái trái măng cục, trái lâm châm trên con đường đi về nhà ta ăn, thì nó chưa phải là thật sự no bụng, nó vẫn còn đói, nhưng mà không phải là không nhờ những cái thứ đó. Rồi tới chừng mà trên đường ta ăn những cái bứa, những lá bứa, những cái lâm sơn, những cái chú nướng bất giả, thậm chí chú non mà chấn ra mà ăn cũng có đỡ lòng. Tới chừng về nhà được là ăn bữa cơm rất là ngon, bây giờ no rồi không còn ăn gì nữa được. Thế thì là trong cái no này nè, là trong cái giai đoạn mà trên đường về đó, là nó có nhờ những cái thứ trước kia, chứ không phải là hoàn toàn là nó không có lợi ích. Do vậy cho nên là thời gian mà 5 năm á, tìm đạo tiếp thu hết, đành rằng nó không phải là cái chân lý để đưa tới cái chỗ thành vô thượng bồ đề, nhưng mà không phải vì vậy mà không có lợi ích. Vẫn tư duy đều đều, học hết tư duy hết. Và sau đó là Ngài bỏ cái lục niên khổ hạnh rồi, qua vượt qua quá trình 5 năm tìm học, Ngài ngồi thiền với cội cây 49 ngày vẫn là thiền đó chứ, vẫn là tư duy tu đó chứ, chứ đâu phải là để cái đầu trống không đâu. Nhưng mà đời nay có những người ham tu mà tu tập cái thiền mà để cái đầu trống không này là nên để ý đó, không phải chân lý đâu. Tu vô tâm định đó là cái định sai lầm đó. Thành ra là khi mà Ngài thành đạo rồi là Ngài vẫn cũng không phải là để cái đầu trống không. Rồi tư duy chân lý mà đem mà truyền bá chân lý trong mấy mươi năm. Điều đó chứng tỏ rằng là sự giải thoát giác ngộ không rời thế gian này. Chỉ có cái điều là không đam mê chấp mắt hiện tượng vạn pháp của thế gian. Chứ Ngài vẫn sinh hoạt ở trong cái bối cảnh là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần vẫn còn nguyên đấy chứ, đâu có cần phải cao bay xa chạy trốn tránh những cái lục trần đó để cho cái đầu mình sống không đâu, để cho lục căn mình là tiêu diệt đâu. Thành ra vấn đề giác ngộ giải thoát nó không cần hủy diệt lục căn, cho nên không cần để sống không. Rồi cái hạng nữa, có hạng ngành tu thiền ở trụ trong tâm ma đề, tâm được đứng lặng, sáng suốt bỗng khởi cái tâm, bỗng khởi lên cái ý niệm muốn củng cố cái thân, làm cho cái thân trở thành chân thường bất hoại. Ý niệm phi chân lý khiến cho thiền giả rơi vào cái chấp tham thi tham. Tham mà tham những cái điều mà không đúng chân lý, tức là những cái người mà như là các vị mà họ tu tiên đó, họ muốn cho trường sanh đó, muốn cho trường sanh bất tử mà, thì cái đó là quan niệm nó sai lầm.
Tần Thủy Hoàng khi mà lập xong được thành tựu cái đất nước Phong Tính được rồi là cũng muốn trường sanh bất tử, cho người đi tìm thuốc trường sanh. Còn trong cái chuyện mà Tây Du Ký là tác giả cho thấy rằng là cái người mà muốn tìm cái thuốc trường sanh để uống để sống mãi là cái người ngu. Cho nên nghĩa là Tôn Hành Giả mới bưng hết trơn các cái vị thánh thần như là mà của ngoại đạo họ thờ, bưng dục như Bìa Chí Dũng hết, mới hóa ra ba cái hình Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Bát Giá, hóa ra ba cái hình Tam Thanh để mà ngồi mà chứng đám. Mấy ổng ăn hết đồ ăn xong rồi cái đám mà của các cái vị mà cầu trường sanh đó tới xin thuốc, ổng bảo đem ba cái hũ đây, đem hũ rồi là các ngươi phải là quỳ mọp mà đừng có ngó lên, để cho Tam Thánh đây sẽ cho cái thuốc trường sanh, rồi trên ăn bánh đã, rồi cái ba ông mới tiểu ba bình là mới đưa xuống cho mấy cái người mà cầu trường sanh đấy. Đây là uống ra cha, sao ta thấy này giống nước đá khỉ, có mùi đá khỉ. Người kia nói sao ta thấy cái này có mùi nước đá heo. Té ra là uống ba cái thứ nước tiểu. Cái đó nó để nói lên rằng là tác giả muốn cho biết rằng đừng có dại dột mà cầu trường sanh là người ngu, đáng uống nước tiểu đó. Cầu trường sanh không có được. Ở trên cái cõi đời này là cái quy luật của vũ trụ vạn hữu á, luôn luôn là thay đổi, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không, sanh lão bệnh tử, nó vậy, cứ để nó vậy à. Mà đòi đi ngửa cái đó lại là nên uống nước tiểu cho rồi, chứ không còn đòi gì nữa. Nghĩa là ngu quá cho uống nước tiểu. Nhưng mà gần đây cũng có cái ông thầy thuốc nào ông chơi cũng kỳ cục quá. Ông nói mấy người nào mà muốn trường sanh mà không bệnh nó cũng nên có giai đoạn nên nó có in quyển sách là uống nước tiểu đó. Không có nhiều người uống nhiều. Lúc đó là báo chí rồi kể cả Bộ Y tế là cũng phải lên tiếng đó mà. Phân chất trong cái nước tiểu nó có cái gì, cái bệnh gì nó cần có nước tiểu, mà nước tiểu kiểu nào. Chứ còn tự mình tiểu ra rồi mình uống lại nó thì cái đó nó mất vệ sinh đó. Thì đó xôn xao dư luận. Thành ra cái hạng người mà thành cái chấp mà ý kiến là cho cái thân này cái chân thường bất hoại, thì chấp thành ra là cái chấp cho mình tham phi tham, thành ra bè bạn của A Tư Đà, một vị tiên tham vọng trường sanh, mê muội Bồ Đề Phật, bỏ mất chánh tri kiến. Đó là cái loại ngoại đạo thứ bảy, tham chấp cho mạng căn, lập cho nhân củng cố vọng thân để cầu cái quả kéo dài lao khổ. Trái cái tánh duyên thông, đi ngựa cái đường nước bàn, nó sinh ra cái giống vọng điên. Vọng điên tức là điên đảo, cái giống điên đảo mà là hư vọng. Thành ra là Đức Phật là chứng quả vô thượng Bồ Đề đó chứ. Nhưng mà ngày 80 tuổi rồi, ngày niết bàn được rồi, công việc làm xong rồi thì đi chỗ khác mà làm việc khác. Cho nên Đức Phật lựa là ngài có cái hiệu là vô thượng y vương, ngài là một thầy thuốc mà. Thầy thuốc thì là trong cái lúc mà cần làm thầy thuốc để trị bệnh cho một cái vùng đó, một cái nước đó, thì mặc cái chiếc áo thầy thuốc làm thầy thuốc để trị.
lần cái bệnh nó xong rồi, bây giờ cái nhiệm vụ thầy thuốc không cần nữa, thì là một vị kỹ sư, thì mặc cái áo kỹ sư và đi tới cái vùng mà cần phát triển về công nghiệp để mà làm lại lạc cho chúng sanh để giáo hóa họ, thì mặc cái áo khác với cái vai trò trách nhiệm khác để mà đem lại sự an lạc cho chúng sanh. Do vậy cho nên là không nhất thiết là phải sống hoài. Thành ra 80 tuổi là Đức Phật vẫn nhập với bạn như thường. Lại có hạng thiền giả trong tam ma đề nghiền ngẫm cái tấn không của các hành pháp, bỗng khởi cái tâm muốn giữ cái trần lao, vì sợ trần lao tiêu hết. Bây giờ thiền giả mình vận dụng đạo đức hóa hiện tự thân ở Liên Hoa Cung, pháp bảo huy hoàng cực kỳ đáng lệ, lại hóa hiện ra nhiều gái đẹp xinh để cùng vui hưởng thụ thỏa mãn cái tâm buông lung đam mê đó, khiến cho hành giả xa vào cái chấp gọi là chân mà vô chân, chân mà chân lý mà là phi chân lý. Thành ra bè bạn của cái bọn xa chỉ la mê muội bồ đề Phật, mất hết chánh tri kiến, đó là cái loại ngoại đạo thứ tám, lập cái nhân tà tư thành ra cái quả trí cần. Nên ở Ấn Độ hồi xưa nó có cái loại ngoại đạo lõa hình, là nó cũng giống như bây giờ mà mình nghe trên thế giới nó có cái câu lạc bộ của những người mặc khỏa thân. À, sống vậy là để mà sợ để tuổi này nó qua rồi, nó muốn qua rồi nó trôi mất đi những cái mùi thú của cuộc đời á, cho nên là phải đáp ứng cho nó thỏa mãn những cái dục vọng. Thì ngày xưa cũng có cái ngoại đạo như vậy, đời nay nó cũng có những số người như vậy. Đây nè nha, bây giờ tới cái đoạn này chú ý nè. Thanh văn duyên giác, mà đây là thuộc về ma sự của mũ ấm đó. Lại có những người mà tu thiền trụ ở trong samatha tam ma bát đề thiền na, tham cứu xét tột tấn không của các hành pháp, nhưng chưa đạt đến cái chỗ tịch diệt viên mãn, nghĩa là vẫn nghiên cứu vạn pháp là giải không đó chứ. Hạng thanh văn duy giác họ có cái niệm đó, nhưng mà chưa đạt đến cái chỗ tịch diệt viên mãn. Ở nơi cái thể viên minh nguồn gốc của sinh mạng, xem ra cái ý niệm phân biệt là cái thô, phân biệt cái thô, cái phần chân, phần ngụy của cái phần ngụy, nghĩa là nhận rõ về khổ đế để đoạn trừ tập đế, cầu chứng diệt đế, thực hành đạo đế. Khi chứng diệt đế rồi, không cầu tiến thêm và bằng lòng cho nó là cái đích cứu cánh sở đất của mình. Đó, vẫn nhìn thấy vạn pháp như quyển, thỉnh thoảng nhìn thấy vạn pháp giai không như quyển đàng hoàng. Do đó mà tu tập nhận thức khổ đế, đoạn từ tập đế, nhận thức được cái việc đế niết bàn, đoạn từ tu tập bằng đạo đế đàng hoàng, tức là dựa trên cái đế mà tu. Nhưng chỉ có cái điều là khi mà chứng được cái diệt đế rồi đó, thực hành đạo đế rồi, khi chứng diệt đế rồi thì không cầu tiếp thêm nữa, mà bằng lòng cho đó là cái đích cứu cánh. Do vậy mà người khởi chấp như vậy gọi đó là định tánh thanh văn, thành bè bạn của cái hạng vô văn tỳ kheo tăng, vô văn tăng, tức là không có cầu tiến nữa, không học hành nữa. Vốn phải cái định tăng thượng mạng mê muội bồ đề Phật, mất hết cái chánh tri kiến, đó là bọn thứ chín trong cái tâm mong cầu, cái tâm ứng nghiệm viên mãn
thành ra cái quả thứ tịch, cái quả thứ tịch trái với cái tánh vương thông, ngược lại con đường niết bàn, sinh ra cái hạng người tiền không. Dựa trên cái đế tu đàng hoàng, nhưng mà khi mà đạt được cái diệt đế đó, diệt đế tức là có cái sự tịch tỉnh an vui, và cái tâm là nhìn vạn pháp thấy được, thấy được rằng là nó không thật, nó tạo ra nhiều nguyên nhân của khổ đế để nó có ra sinh ra cái quả khổ. Nhận thức được cái chân lý đó, mình đoạn từ cái nguyên nhân khổ là tập đế, mà cũng biết vận dụng cái đạo đế, tu tứ niệm thứ quán, tứ tinh cần, tứ nhi yếu tố, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, hoàn bát chánh đạo, tu những pháp đó để mình đoạn từ cái tập đế phiền não vô minh kia. Nhưng mà khi mà đoạn được phiền não vô minh rồi thì nó được một cái vui, cái vui đó gọi là niết bàn, cái vui tịch diệt, cái vui là cái vui vắng lặng phiền não. Nhưng mà rồi bằng lòng cái vui vắng lặng đó, không cầu tiến nữa, thì là tu mà tới cỡ đó đó, thì trong kinh đây nói gọi là định tánh thanh văn. Những cái vị này là theo kinh điển mà nói cho nó chi tiết không đó, là khi mà đạt được tới cái trình độ mà đoạn từ vô minh phiền não rồi, là có một cái sự an vui vắng lặng trong tâm hồn rồi đó, là tu trong cái vui đó mà hướng cái của cho cái vui đó cho mình mà thôi. Còn nhìn thấy tất cả chúng sanh ở bên ngoài quá nhiều phiền muộn, quá nhiều tham vọng, quá nhiều tội lỗi, cho nên đâm ra ngán ngẩm mà không có cái ý làm thế nào để giúp đỡ họ, để truyền bá tư tưởng chánh pháp gì để độ người ta, không có, không có ý niệm đó. Do vậy mà ta gọi là hàng định tánh thanh văn, là bị cái chướng ta gọi là bị cái đó gọi là không phải trần sa hoặc, trần sa hoặc. Hàng định tánh thanh văn bị cái hoặc gọi là hoặc trần sa, tức là nhìn thấy cái biển não của vô minh, cái nguyên nhân đau khổ chúng sanh nhiều quá, nghĩ rằng mình không có làm gì cho họ được, thôi thì mình hướng cái niết bàn an lạc tịch tỉnh của riêng mình, đó gọi là hành định tánh thanh văn đó. Phật rầy dữ lắm đó, thành ra cái người này ta gọi là tiền không, hạng người tiền không. Tiền không tức là bị cái tâm hồn mà là chấp không, chấp không, thấy rằng vạn pháp gia không một cách như là cực đoan, là không làm gì nữa hết, không muốn làm gì nữa. Trong khi cái không mà của Bồ Tát ấy cũng nhìn thấy vạn pháp gia không, nhưng mà cái không của Bồ Tát khác, không đây là không mà chẳng rời sắc, còn sắc đó thì sắc như vậy, chứ mà sắc không ngoài không. Do vậy cho nên không chẳng khác sắc, sắc chẳng khác không, sắc là không mà không là sắc. Thì đó là cái hàng Bồ Tát là còn tiến lên vô thượng Bồ Đề, cái nhãn quan của ta nhìn vấn đề sắc không là như vậy. Còn cái này gọi là tiền không, đây có nghĩa là phủ nhận tất cả đều không có ra gì, mà an hưởng cái an cái niết bàn tịch tịnh của riêng mình. Còn cái chuyện mà của chúng sanh đó, trần sa hoặc cái chúng sanh nó nhiều quá, họ chưa thấy cái không đó được, trốn chạy cái không đó, cho nên bị gọi là tiền không, gọi là hàng định tánh thanh văn đó. Lại có nhẫn nạn người tu thiền ở trong chỉ quán rõ suốt được cái tánh không của các hành pháp. Bây giờ ở trong cái tánh giác minh thanh tịnh, phát minh ra cái tánh thâm diệu, rồi nhận đó là niết bàn, không có tâm cầu tiến, thế là xa vào cái hàng định tánh bích chi, thành là bè bạn của cái hàng duyên giác, độc giác. Nếu trụ ở nơi đây không phát tâm hướng thượng đại thừa,
thì mất đi tính thi kiến mê muội bồ đề Phật, trở thành cái bọn thứ 10. Họ thành tựu được giác tâm vắng lặng, lập ra cái quả cảm nhiên, trái với tánh viên thông, đi ngược con đường niết bàn vô thượng, sinh ra một cái hạng giác ngộ viên minh, nhưng không tiêu hóa được cái tánh viên minh sở quy, tức là còn có cái chỗ mà quy hướng về. Thì đây là cái hàng duyên giác và độc giác. Trong đạo Phật có chấp nhận cái quả vị thanh văn, có chấp nhận cái quả vị duyên giác và độc giác, vẫn có khen ngợi đấy chứ. Nhưng mà trên cái phương diện mà tu hành mà liễu nghĩa đó, cần đạt tới vô thượng bồ đề đó, thì cái hàng thanh văn định tánh và bích chi Phật định tánh này là bị quở, bị dày, coi như là lầm mất cái tánh bồ đề đó. Còn những cái hàng mà tuệ tánh sinh văn, tuệ tánh bích chi Phật á, thì cũng đi ngang qua cái trạng thái chứng đắc này, nhưng mà người ta cầu tiến nữa, ta tiến lên ta tu hành để ta thành vô thượng bồ đề, thì ta gọi là tuệ tánh. Còn cái hạng mà tới ngang đó rồi đam mê chấp mắt ở nơi cái gọi là kiềm không đó, nhìn thấy dạng pháp giai không, không có gì đáng làm, không có gì đáng nói, không có gì đáng độ nữa, mà sợ sệt với những cái hoặc cần xa của chúng sanh, thì những hàng này là những hàng mà bị quả tách, coi như là lạc vào là ngoại đạo. Tôi nhắc lại là cái người mà tu quá đi thành tựu vô thượng bồ đề cũng mới đi ngang qua cái giai đoạn này, nhưng mà đi ngang để rồi đi tới, đi ngang qua rồi đi tới nữa. Còn cái quả thanh văn và duyên giác độc giác này nè, được cái bồ đề nước bạn ngang ở đó rồi, trụ ở nơi đó, cho nên nó thành ra là nó thuộc về ngoại đạo. A nan, mười thứ thiền na như vậy, người tu hành giữa cái lúc mà đang tinh tấn sơ mê, bỗng có thể quá điên cuồng đản trí vì các cái đam mê, theo cái vọng kiến trong cái lúc dụng công, những cái cảnh giới, những cái thấy biết trong thiền na chưa phải là cảnh giới tối hậu cần đạt đến. Thiền giả nhận thức sai lầm chỗ chưa đủ cho là đủ, khởi cái tâm năng bắt được cái cảnh sở chứng, tưởng đó là cảnh giới vô thượng bồ đề, tự cao tự mãn cho rằng mình đã chứng thánh quả, mắc tội đại vọng ngữ, khi nghiệp báo hết rồi phải xa vào địa ngục, còn hàng thanh văn duyên giác thì không tiến lên được nữa. Hàng thanh văn duyên giác định tánh mà chấp mắt những cái cảnh trong cái lúc tu thiền thì không tiến lên được. Còn những cái người phàm phu mà chưa đạt tới thanh văn duyên giác á, thì là thiền định như vậy rồi là có thể là nó lạc cái tư tưởng đâu, có phải trở lại trong lục đạo luân hồi như bình thường. Cho nên đấy, những cảnh giới thấy biết trong thiền na chưa phải là cảnh giới tối hậu cần đạt đến. Do vậy mà tuyệt đối là đừng có đam mê, đừng có chấp mắt, đừng có tâm đắc với những cái cảnh giới trong cái lúc mà mình ngồi thiền. Tất nhiên là có lúc thấy kinh an, thấy giải thoát, thấy đẹp đẽ, có. Thậm chí cũng có những cái người mà ngồi thiền thấy những cái cảnh hãi hùng ghê sợ cũng có. Đó là theo kinh sách của các bậc tiền bối, cái kinh nghiệm ta rút ra đều có hết. Nhưng mà dù là cảnh hung bạo cũng không phải là cảnh thiệt, dù là cảnh đẹp đẽ cũng không phải là cảnh thiệt, đừng có đam mê. Mà cái mục tiêu là trí tuệ lúc nào cũng phải mở mang liên tục tiến lên trên con đường nhận thức chân lý. Và hàng ngày sự phiền não, sự vô minh của mình là mình phải có thấy rằng là có
cái tiến trình mà mở mang về việc từ phiền não vô minh, cái đó là cái quan trọng. Còn cái cảnh giới ở trong thiền định tuyệt đối là không có được đam mê, không được chấp mắt. A Nan, Sa Như Lai giật độ các ông hãy trân trọng ghi nhớ lời dạy của Phật, đem những pháp môn Như Lai dạy truyền bá khiến cho chúng sanh đời sau những người phát tâm tu thiền na biết rõ những cảnh giới hư vọng hiện ra trong lúc tu thiền mà những tư duy lệch lạc, những chấp mắc sai lầm đó do ngũ ấm mà vọng khởi. Người tu tập thiền ma phải luôn luôn đề cao cảnh giác mới tránh khỏi các cái thứ ma tà kiến ấy nhiễu hại mà quan phí một đời tu. Các ông phải sáng suốt giữ gìn thân tâm, nắm giữ chính tri kiến của Phật từ lúc ban đầu cho đến lúc khi thành tựu, không để đi lạc vào các con đường bẻ của ngoại đạo do lầm chấp và đam mê theo vọng cảnh tà kiến bởi sự che phủ của các ma ngũ ấm. Các Như Lai trong mười phương đã vận dụng trí tuệ ba la mật khéo léo vượt qua mà thẳng tiến đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chừng nào thức ấm hết rồi thì hiện tiền sáu căn sẽ trở thành hổ dụng, có thể thay thế cho nhau. Bây giờ hành giả sẽ lên bậc kim cang càn tuệ Bồ Tát, cái tâm trong sáng tròn đầy được tỏ rõ như mặt trăng dần dập ảnh hưởng trong viên ngọc lưu ly toàn bích, rồi cứ thế mà vượt lên thứ bậc như là thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh và thập địa, sau đó là kim can đạo. Bây giờ cái tánh đẳng giác được tròn đầy và cái bể diệu trang nghiêm của Như Lai viên mãn đạo Bồ Đề về đến chỗ vô sở đắc, đạt đến cái chỗ mà cái đỉnh cao của vô thượng Bồ Đề là vô sở đắc, nghĩa là đắc vô thượng Bồ Đề rồi mà ngoảnh lại nhìn trong cái quá trình tu tập thì không có cái gì chứng và cái gì đắc hết. Cái chỗ đó là cái chỗ để ý đó, đạt tới cái đỉnh vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn rồi ngoảnh nhìn lại trong quá trình chứng đắc thật sự không có cái gì chứng, không có cái gì đắc, chẳng qua là trên cái đường về nhà mà mình đã đi bỏ cha bỏ nhà đi lạc mấy mươi năm lang thang nghèo khổ, cho nên có những lúc là vui mừng thân trầm no đói khác nhau, vui sướng khác nhau, nhưng mà về tới nhà rồi thì là vượt qua tất cả mảnh lại, thì bây giờ là mình là cái người về nhà thôi chứ chẳng có gì gọi là đắc, chẳng có gì đó gọi là hạnh diện, bởi vì tất cả mọi người đều là ở trong cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình, thì cái Phật vốn có của mình, Phật tánh vốn có của mình từ bấy lâu nay. Do vậy mà trên đường tu không bao giờ được có mấu niệm chính đắc, mà nó đạt tới vô sở đắc. Nói dần dần ở đây bây giờ còn một lần nữa là chắc chắn là hết cái này rồi, sau đó tôi sẽ triển khai về chứng đạo ca ha. Trong lúc chờ đợi giảng lại một pháp qua để triển khai chứng đạo ca cho vui. Chúng sanh vô biên tài nguyện độ.
Phật đạo Phật.